Chúng tôi là Trọng Thắng, xin gửi lời chào thân ái đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày hôm nay. Mở đầu chương trình mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ ngay sau đây. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenley Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, Tiểu Hoa Thịnh Đốn cho biết là dự luật đề xuất tăng hình phạt đối với các vi phạm sử dụng lao động trẻ em. Thông tấn xã AP đưa tin trong ngày 30 tháng 3 cho biết là các nhà lập pháp đã công bố một dự luật của lưỡng đảng, trong đó đề xuất tăng hình phạt đối với những người sử dụng lao động vi phạm luật lao động trẻ em. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh có nhiều báo cáo và điều tra của liên bang cho thấy rằng ngày càng nhiều công ty sử dụng lao động nhập cư chưa đủ tuổi làm việc trong các nhà máy nguy hiểm. Dự luật đã được đưa ra tại Hạ viện sau một động thái tương tự tại Thượng viện cũng trong tháng này. Trong khi đó, thì Bộ Lao động của Hoa Kỳ đã bổ sung biện pháp để tăng tính răn đe đối với các hành vi vi phạm luật lao động trẻ em đồng thời kêu gọi quốc hội tăng cường xử phạt theo luật liên bang hiện hành thì mức phạt tiền dân sự tối đa đối với hành vi vi phạm luật lao động trẻ em là 15.138 đô trong mỗi trường hợp. Trong khi đó, thì dự luật do Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đề xuất một mức tiền phạt tăng gấp 10 lần so với mức hiện nay. Dự luật bảo đảm các cơ quan chức năng sẽ có đủ công cụ và quyền hạn để thi hành luật. Bộ Lao động của Hoa Kỳ cho biết là số vụ vi phạm sử dụng lao động trẻ em tăng gần 70% kể từ năm 2018 cho đến nay. Báo cáo cho thấy là có 830 năm công ty được xác định là đã vi phạm luật sử dụng lao động trẻ em trong năm tài chính vừa qua, trong đó có nhiều trẻ tham gia môi trường lao động rủi ro cao. Gần đây thì Bộ Lao động đã tiến hành xử phạt một công ty vệ sinh vì đã tuyển dụng hơn 100 trẻ em làm ca đêm tại các cơ sở chế biến thịt tại 8 tiểu bang. Một số trẻ em đã bị ảnh hưởng bởi các chất hóa học nguy hiểm. Trong năm 2022, thống đốc xã Reuters cũng đã đưa tin về trường hợp các trẻ em nhập cư, trong đó có những trẻ em chỉ 12 tuổi làm việc tại cơ sở sản xuất phụ tùng xe hơi tại tiểu bang Alabama và các nhà máy chế biến thịt gà. Trong năm nay thì tờ New York Times cũng đã đưa tin về tình trạng nhiều trẻ em nhập cư làm việc tại các nhà máy sản xuất cho nhiều hãng lớn của Hoa Kỳ. Theo luật của liên bang cấm sử dụng lao động dưới 16 tuổi trong hầu hết tất cả các nhà máy và dưới 18 tuổi đối với các nhà máy công nghiệp Đạo luật tiêu chuẩn lao động công bằng được Hoa Kỳ thông qua trong năm 1938. Tuy nhiên, các nhà lập pháp và chuyên gia lao động cho rằng các luật hiện hành vẫn chưa đủ nghiêm ngặt để bảo vệ lao động là trẻ em. Tin từ New York cho biết là lãnh đạo của Đài Loan quá cảnh ở Hoa Kỳ. Thông tấn xã AP đưa tin cho biết là lãnh đạo của Đài Loan là bà Thái Anh Văn trong ngày 29 tháng 3 đã đến New York trên đường bà đến Guatemala và Belize ở Trung Mỹ là hai quốc gia trong số ít có quan hệ ngoại giao với đảo quốc Đài Loan. Đây là lần thứ bảy bà Thái Anh Văn quá cảnh ở Hoa Kỳ kể từ khi nhậm chức vào năm 2016. Cơ quan đại diện của Đài Loan tại Mỹ cho biết rằng không có bất kỳ một sự kiện nào cho phép truyền thông hoặc công chúng tham gia trong thời gian bà quá cảnh. Phát ngôn vi của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ ông John Kirby nhấn mạnh rằng những chuyến quá cảnh như vậy chỉ là riêng tư trong hoặc à kép và không chính thức trong nhà kép. Bà sẽ ở lại New York đến ngày 1 tháng 4 trước khi đến các quốc gia ở Trung Mỹ. Bà sẽ dừng chân tại Los Angeles trong ngày 4 tháng 4 trên đường bay trở về Đài Loan. Thông tư xã Reuters hồi đầu tháng đã dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết là bà Thái dự kiến sẽ gặp gỡ cùng với lại chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ ông Kevin McCarthy tại Los Angeles. Tòa Bạch Ốc và chính quyền của hòn đảo chưa xác nhận về thông tin này. Bộ Ngoại giao của Trung Quốc trước đó đã kiên quyết phản đối kế hoạch dừng chân tại Mỹ của bà Thái Anh Văn. Phát ngôn viên văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc là Chu Phượng Liên nói rằng Bắc Kinh chắc chắn sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả nếu như bà Thái gặp gỡ cùng với ông McCarthy. Và nếu ông McCarthy gặp bà Thái thì đó sẽ là một cuộc gặp đầu tiên giữa một lãnh đạo Đài Loan và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ tại lãnh thổ Mỹ. Chuyến quá cảnh của bà Thái Anh Văn diễn ra khi quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang ở mức tồi tệ nhất kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1979. Căng thẳng xung quanh Đài Loan đã leo thang sau khi người tiền nhiệm của ông McCarthy là bà Nancy Pelosi là thành viên của Đảng Dân Chủ đến thăm hòn đảo Đài Loan trong ngày 2 và 3 tây tháng 8 năm 2022, Trung Quốc đã phản ứng rất gay gắt với chuyến thăm của bà Pelosi bằng cách tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có quanh Đài Loan và áp lệnh trừng phạt bà Pelosi cũng như là đình chỉ hợp tác song phương với Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Cơ quan hàng không vũ trụ NASA của Hoa Kỳ công bố về chiến lược khí hậu Thông đức xã CNN đưa tin cho ngày 30 tháng 3 cho biết là cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ NASA đã công bố chiến lược khí hậu để tăng cường các nỗ lực trong toàn cơ quan này đối phó với các thách thức của khí hậu chiến lược này lần đầu tiên đánh giá danh mục liên quan khí hậu trong tất cả các đơn vị trực thuộc nasa mở rộng ra ngoài khuôn khổ thăm dò vũ trụ và khám phá khoa học trước đây của cơ quan này chiến lược đã đưa ra bốn ưu tiên chính để hỗ trợ cho việc tích hợp vấn đề khí hậu và các nhiệm vụ của nasa trong đó có việc đổi mới cung cấp thông tin, truyền cảm hứng và hợp tác, ưu tiên về đổi mới dựa trên kinh nghiệm 60 năm qua nghiên cứu trái đất của cơ quan NASA, không chỉ từ không gian mà từ cả trên không, những đo đạc trực tiếp và hoạt động thực địa. Thông báo mới từ NASA cho hay với các nhiệm vụ mới triển khai trong năm 2023 để quan sát tình trạng ô nhiễm không khí, tempo nguồn nước trên trái đất để giúp cải thiện các mô hình khí hậu hay là mức độ gia tăng cường độ bão, những chương trình do NASA đưa ra để quan sát trái đất đóng một vai trò trung tâm trong các hoạt động nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu. Chuyên gia Keith Calvin, cố vấn cao cấp về khí hậu của NASA cho biết rằng, chiến lược này sẽ giúp kết hợp những hiểu biết về khí hậu của NASA cũng như là trong các dự án mà cơ quan này thực hiện với các đối tác để phục vụ cộng đồng tốt hơn. Trong ngày hôm qua, NASA thông báo họ đang phối hợp với tập đoàn chế tạo máy bay Boeing để thực hiện một chuyến bay thử nghiệm đầu tiên với con tàu vũ trụ Starliner chở theo một phi hành đoàn vào tháng 7 sắp tới đây. Giám đốc của chương trình phi hành đoàn thương mại của NASA, ông Steve Stick, cho hay cơ quan NASA sẽ phóng thử nghiệm tàu vũ trụ Starliner với phi hành đoàn sớm nhất là vào ngày 21 tây tháng 7 sắp tới. Sau qua bản tin kinh tế cho biết là cổ phiếu công nghệ tăng vọt thúc đẩy chứng khoán. Thông tấn xã Bloomberg đưa tin cho biết là kết thúc phiên giao dịch trong ngày hôm qua, cả ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đều tăng ít nhất là 1%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 323.35 điểm tương đương với 1%. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1.42%. So, với, uh với 56.54 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq chứng kiến một mức tăng mạnh nhất lên tới 1.79%. Đây là lần đầu tiên tính từ ngày 6 tây tháng 3, tức là trước thềm của cuộc khủng hoảng ngân hàng, chỉ số S&P 500 đóng phiên trên mức trung bình của 50 ngày qua, củng cố một tín hiệu phục hồi của thị trường. Tổng thức xã Reuters cho biết là chỉ số biến động CBOE cũng kết thúc phiên ở mức thấp nhất từ ngày 8 tây tháng 3. Đà tăng của thị trường chủ yếu là xuất phát từ việc giá cổ phiếu của công ty công nghệ Micron tăng mạnh lên tới 7.2% sau khi ban lãnh đạo của nhà sản xuất bộ nhớ và dữ liệu máy tính này đã tung ra một dự báo về triển vọng tươi sáng của công ty hồi 8 giờ tối ngày 28 tỷ tháng 3. Về một triển vọng tươi sáng của công ty hồi tối ngày 28 tỷ tháng 3, theo đó công ty Micron cho biết là doanh thu quý 3 của công ty sẽ giảm tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái giống với như dự đoán của các chuyên gia tài chính Nhưng nhờ nhu cầu của chip nhớ ngày một tăng ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sẽ đẩy doanh thu của công ty này trong năm dương lịch 2025 đạt mức kỷ lục. Một nguyên nhân khác thúc đẩy đà tăng của thị trường chứng khoán là tâm lý tự tin đang dần trở lại với các nhà đầu tư kể từ khi biến cố tại các ngân hàng đã dần được giải quyết. Tổng thức xã Reuters đã dẫn phân tích của ông Michael Oruki là nhà hoạt động chiến lược thị trường chính tại công ty môi giới tài chính Jones Trading. Ông nói: "Mỗi ngày trôi qua từ sau sự việc ngân hàng, mọi người lại dần dần trở nên thoải mái hơn." Tin từ Ten Turkey cho biết về một vụ tai nạn hai chiếc trực thăng quân đội va chạm trên bầu trời. 9 người tử vong trong vụ tai nạn rơi hai chiếc trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ trong ngày 30 tháng 3. Theo thông tin trên Washington Post, hai chiếc trực thăng Black Hawk 60 do sư đoàn dù 101 vận hành đã bị rơi vào khoảng 10 giờ tối giờ địa phương trong ngày hôm qua 29 tháng 3. Thống đốc của tiểu bang Kentucky ông Andy Beshear đã viết trên trang Twitter rằng chúng tôi đã nhận được một số tin xấu từ căn cứ quân sự Fort Campbell có báo cáo ban đầu về một vụ tai nạn máy bay trực thăng và dự kiến sẽ có nhiều trường hợp tử vong Ông cũng cho biết thêm rằng chính quyền của địa phương đã điều nhân lực tham gia giải quyết vụ tai nạn này. Theo quân đội của Hoa Kỳ, thì chiếc máy bay trực thăng HH-60 là một phiên bản của máy bay trực thăng Black Hawk. Nó đã được thiết kế để hỗ trợ cho các hoạt động quân sự khác nhau, trong đó có tấn công trên không và di tản y tế. Cảnh sát của tiểu bang Kentucky, đại diện là bà Sarah Burgess, cho hay trong một cuộc họp báo về vụ tai nạn, bà nói vụ tai nạn xảy ra tại một cánh đồng nhiều cây cối không có báo cáo về thiệt hại đối với nhà dân. Ông Nick Tomaszewski sống ở tại quận Cardiff cho hay, ông thường thấy máy bay trực thăng từ căn cứ Fort Campbell bay qua ở trên bầu trời. Hai chiếc bay ngang qua ngày 29 tháng 3 đã thu hút sự chú ý của ông ông cho biết tôi nói với vợ tôi đêm nay những chiếc máy bay này bay gần quá không hiểu tại sao lại thế và khoảng một phút sau đó thì các máy bay vụt qua rồi có một vụ nổ lớn trên trời giống như là một quả pháo bông đã nổ và rồi toàn bộ hàng cây sáng rực lên nhà chức trách cho biết là hiện tại họ đã tập trung hỗ trợ các quân nhân và gia đình của những quân nhân bị tai nạn trong vụ trực thăng rơi này